Đây, bắt đầu này, bắt đầu vớt bánh nha. Sắp bánh Bây rồi à, để lăn đi. Ui đấy, bánh trưng giời. Lăn được càng lăn nó càng bánh trưng dền. được vết vớt ra và cho vào chậu nước lạnh để rửa Con sạch. lăn 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 đi chứ Rửa nó sạch càng xong bắt đầu dền. lăn, bởi vì bánh này bánh tròn, lăn để cho nó dền bánh ngon. Rất là khó. Nào, bỏ tay ra dẹp ra cả nó rớt nước rồi nóng. Cái khi đây là anh giảm đi nó cũng giảm chặt. Đang đi vào đời, lấy cái đèn đấy đi coi. Cái đèn sợi to ấy. Ô bà ấy thế mà không nóng à? Sợ là phải lấy ra tôi tố tố. Nó bay hướng ra nhìn không gì. Soi vào đây. Soi gì? Ôi dồi. Kéo. Úi. Mình chừng. Hết chưa? Được gói được nhiều thế cả bà. Đâu đây, đâu đây. Nóng thế Giang ạ. Nào. Nóng thế con tưởng không nóng. Nước sôi 100 độ mà không nóng. Cái này là cái cuối này. Dài to nhất này. Cái bánh cuối cùng. Úi giời. To thế. Hết, hết, hết. Rồi. Nó thế nồi này nồi gì ạ? Nó bánh chân. Bánh. Ủa, nó sủi. Nó sủi. Đây. Xoay về bên này nha sao ra. Xoay nhà sáng thôi này đấy. Bánh nhà dược rửa sạch. Ơ bà chưa rửa. Rửa đi đây. Bà chưa rửa thật. Đấy. Cứ nhẹ nhẹ thôi con nhá. Nhẹ nhẹ thôi này. Đưa cái này đưa bà rửa. Đấy. Đấy. Cái bánh nhà được rửa. Rửa sạch. Đấy. Cứ nhẹ nhẹ còn lăn thế rồi. Đấy, lăn để cho nó dền bánh đấy. Rửa này, rửa cho nó sạch hết cái ấy đi, cái nhựa mua vào mặt ngoài cái bánh. Thường bánh trưng vuông thì người ta sau khi luộc chín là người ta sẽ rèn, người ta xếp vào xong người ta dùng một cái vật nặng chèn lên để cho nó nhừ lên bánh. Còn bánh trưng dài thì lăn. Cái này là cái cuối cùng to nhất. Còn chưa đấy. Còn to nhất rồi. Bánh đang rất nóng nhá, đấy vẫn còn bốc hơi nước nhá, vừa luộc ra vừa bốc hơi nước ra, đấy bắt đầu lăn, lăn cho dền bánh. Đấy này, này. Ủa, cái bánh ngon chưa? À, ui ui, bánh ngon tuyệt vời luôn nhá. Đấy, đấy như một rổ, xong để vào đây cho nó ráo nước. Đấy. Mùi lá chuối rất là thơm. Lá rong lá chuối. Lá rong lá chuối. Trời ơi, chán không? Rất là thơm. Đây là cái bánh này là đây là bị rách, bị phòi này. Đấy, khi nó luộc rồi bị phòi lên. À, bánh ngon. Rất là. Bánh ngon. Hôm nay là bà gói bao nhiêu gạo? 8 gạo.
8 cân gạo với bao nhiêu cân đỗ nữa? 2 cân đỗ. 2 cân thịt. Đấy, tổng cộng là số bánh này là 12 cân. Gồm 8 cân gạo, 2 cân đỗ và 2 cân thịt. Ba cho ba đi. Ba đi được khách. Ấy đi vào đây cân khách. Ui, nặng, rất là nặng nhá. Đi vào trong bếp đi, ba chèo nó đi. Sẽ cho cái bếp cho hẳn vào cái như ấy chứ bà, khói là nghi ngút nhá, khói nghi ngút ra thơm, bỏ sang bên kia chứ bà, bên bếp á, bếp là bố nó đi ra đi, bố đi ra. Wow, khói. Trong lúc là vớt bánh chưng nhá thì ở trong nhà đây là chuẩn bị làm, đang làm món lẩu đà điểu. Lẩu đà điểu nhá. Đấy, đây là thịt đà điểu này. Đấy, đây là mề đà điểu nhá. Đấy, đây là nước lẩu này, thơm ngon chưa? Lẩu Thái này. Đây là giò đà điểu nhá. Đấy, giò đà điểu này. Đấy, còn đây là rau này. Rau này là rau sạch ở vườn này. Gồm có này, này. Đây là rau rền cơm nhá. Toàn rau tập tàng ở vườn thôi. Rền cơm nhá. Rau cải ngọt này. Ui dồi, cải này nhừ ngọt khủng khiếp luôn. Rau sống này. Xà lách này. Đấy, rau mùi, rau thơm này. Đấy, toàn đặc sản luôn nhá. Ngon ơi là ngon nhá. Đấy, giò này. Đấy, giò đà điểu này. Giò này hiện tại đang bán, giò ngon này bán ở đây là 12.000 một chiếc. Ngon quá. Rồi. Nồi nước lẩu tuyệt vời. Đấy, mình lại ra mình quay vớt bánh chưng nồi thứ hai. Đấy, đây là nồi bánh thứ hai đang được luộc. Thấy không? Mọi người thấy nghe tiếng nước sủi, nước sôi cứ kêu. Đấy. Rất là khói. Đấy không? Đấy, nồi bánh nhá, nồi bánh chưng nhá. Nồi bánh chưng để ăn Tết Dương lịch. Tết Dương lịch 1 tháng 1 năm 2019. Đón năm 2019 là thành công rực rỡ, vạn sự như ý. Tiếp tục bắt đầu vớt bánh chưng nồi thứ hai nhá. Đấy. Nào nào cô nhìn cái này chín ngay. Bắn sang. Đó rồi nó tóm cái là cái nóng. Nó tóm là nó bắn ra đấy. Tay mình ra mỏng nó phòng bỏng đấy. Sao không thấy nóng nhỉ? Tay bà nó ra nó dày cùng cộp. Tiếp tục. Cẩn thận ra nhá.